Rồi rồi rồi, hôm nay sẽ là một team đầy đủ tất cả các hệ. Chúng ta sẽ mang theo hai con Pokemon tiêu chuẩn, đó chính là Incineroar và Rillaboom. Còn lại thì chúng ta vẫn sẽ giữ Eternatus là huyền thoại mà chúng ta oh my god mới vô đã đánh với lại Kyogre rồi. Còn lại thì huyền thoại cấp cao chúng ta sẽ sử dụng là Eternatus. Tôi khá là thích con Eternatus này. Nó có thể sẽ chuyển tình thế khá tốt. Ý là trong cái trận mà tôi đánh thì nó là vậy, tôi không biết trận này đánh như thế nào. Cùng với lại Lenorus, hy vọng là con sẽ có cơ hội sử dụng Lenorus ha. Trước tiên là bên đó đang có Kyogre nè, Urshifu cho Urshifu nước rồi. Tisserina, chắc họ sẽ cho Tisserina ra đầu tiên. Bởi vì Tisserina, con măng cục này có khả năng chặn chiêu ưu tiên. Chắc là họ sẽ chặn chiêu ưu tiên phay cao của Incineroar lượt đầu. Tôi nghĩ vậy. Dragonite hả? Dragonite cũng khá là đáng sợ. Mà tôi không nghĩ là Dragonite sẽ ra lượt này đâu. Nếu mà... cũng có thể lắm. Nếu họ cho Dragonite ra sân đấu với lại Eternatus thì cũng có thể. Ok, nói chung là tôi đã chuẩn bị Sableye như cái đội hình này. Chúng ta phải giữ cho bằng được con Rillaboom sống đến cuối cùng. Vì con Rillaboom sẽ là đối trọng với lại con Kyogre. Đấy, cho nên là chúng ta sẽ cho Sableye với lại Incineroar ra trước. Xong Rillaboom sẽ là Pokemon ra cuối cùng. Còn mà trường hợp họ cho con Kyogre ra trước thì tôi sẽ Terra cho con Incineroar của tôi thành hệ cỏ. Tuyệt vời. Rồi ok, họ cho Chimpao cùng với lại Tisserina ra trước. Bây giờ chúng ta không thể nào fake cao được. Nhưng mà cả hai con này tôi sẽ sử dụng chiêu Gravity. Đầu tiên là sử dụng chiêu Gravity nè. Để mà tăng khả năng Gravity, nó sẽ tăng khả năng đánh trúng lên 1.5 phần, lên 1.5 lần. Xong sau đó thì chúng ta sẽ có khả năng sử dụng được chiêu Will-O-Wisp. Đấy, mình sẽ cho con Chimpao bị bỏng. Và thế là nó sẽ què quạt trong lượt này luôn. Giảm 50% khả năng tấn công vật lý của nó. Tuyệt vời. Kế hoạch lại vậy. Icon Crash. Không sao. Trời ơi. Ui. Ê, đừng chết. Ê, chắc không chết. Wow. Còn 3 máu, tuyệt. Rồi, thành công, kế hoạch thành công. Đó, con Chimpao này rất có thể nó sẽ mang Focus Sash, cho nên là vừa bị bỏng thì nó vừa bị giảm tấn công vật lý mà còn phá được trang bị của nó nữa. Tuyệt. Bây giờ tôi nghĩ tôi nên rút Sableye về. Bây giờ chúng ta yên tâm cho Eternatus ra vì khả năng tấn công của Chimpao bị giảm rồi. Tôi không biết là tôi có nên xử con Tisserina bằng chiêu Fair Blitz hay không. Nhưng mà tôi nghĩ tôi nên làm bỏng con Tisserina luôn. Bây giờ con Tisserina có chiêu hệ băng. Tôi sẽ vô hiệu hóa hai con tấn công vật lý của đơn đối thủ. Ý là mạng tấn công vật lý có cái hiệu ứng bỏng này cũng khá là ngon. Ấy, không có đáng sợ mấy. Ui, cũng không đáng sợ luôn. Đấy, thế là chúng ta lại làm bỏng thêm một con nữa. Bây giờ thì tôi không sợ hai đứa này nữa rồi. Hy vọng vậy. Bây giờ tôi sẽ... để chọn để mà xử thì hệ của Incineroar có thể xử được cả hai con này luôn. Nhưng mà mình nên chọn xử con nào. Tôi sẽ tăng khả năng chống chịu cho Eternatus nè. Bây giờ xử thì tôi nghĩ tôi nên xử con Tisserina vì nó chặn chi ưu tiên sẽ khá là khó chịu nếu mà đối với con Sableye của tôi. Họ rút chiên phao về mừng quá, tưởng họ rút con Tisserina về chứ. Tornadus. Ok. Tăng khả năng chống chịu nè con. Rồi sao nữa?
Ok, nó có Thorn á. Ok, ồ. Cái này nhiều chiêu lạ ha. Nhưng mà xem đây. Đó, hạ được con đó là khỏe rồi. Con đó như con Ferrigrap vậy, khó chịu kinh khủng. Bây giờ chúng ta đã tăng được khả năng chống chịu cho Eternatus thì tôi cũng không thấy có một cái biến số nào. Hy vọng không có cái biến số nào đó nó quá đáng sợ nhờ. Kaogre đã ra sân rồi, nó gọi mưa được rồi. Tôi nghĩ tôi sẽ phóng tia lửa vô con Tornadus. Bởi vì tôi phải Terra hệ cỏ cho con Incineroar. Mà rất có thể là con Tornadus nó sẽ sử dụng chiêu Blitz Windstorm, sẽ khá là khó chịu cho Incineroar hệ cỏ. Con Kaogre nó sử dụng chiêu Water Spout. Tailwind, ok. Rồi, Tailwind đã set up. Ui, chiêu Ice Beam đau thế nhở. Xem đây. Ui, hơn nửa cây máu, được, một lần nữa là ngon. Đấy, mất trang bị nha con. Ồ, Mystic Water. Nó mất trang bị rồi, tuyệt. Ủa, nó xài Mystic Water, vậy là nó biết chiêu Protect hả? Rất có thể nó sẽ bảo vệ bản thân nha. Tôi có nên Dynamax Cannon vô con Kaogre không ta? Bây giờ thì làm sao đây? Tôi sẽ Dynamax Cannon vô con Kaogre phòng trường hợp nó sử dụng chiêu Water Spout. Ui, Incineroar còn sống. Được. Rồi, vậy mà Incineroar cũng còn sống. Tuyệt đó. Chính chiều hề bay chứ giỡn hả? Em không sao, còn sống, còn trụ được, còn trụ được. Trời đất. Trời đất. Ôi, có 10% bị đóng băng rồi đó, mà vẫn bị đóng băng hả? Trời đất ơi. Trời đất ơi, mày hấp ủi. Ê, trời ơi, mới nói có biến số gì. Giờ là biến số đó thiệt rồi đó nha. Cái này là... Oh my god. Trời đất ơi, bị đóng băng rồi. Bây giờ làm sao? Trời ơi. Bây giờ làm sao? Rồi. Chimpao ra sân rồi. Một đòn của Chimpao nếu mà con... Cỡ nào con Eternatus cũng sống không nổi hết. Cái sao đây ta? Bị đóng băng rồi. Tôi chỉ hy vọng là nó sẽ thoát ra kịp thôi. Sao xù thế? Xù cà na, xa cà nu, trời ơi. Bây giờ trời mưa thì chiêu Fair Blitz nó cũng không xử được con Chimpao là bao nhiêu cả. Nhưng mà cỡ nào hai con này cũng đang nhanh hơn mình thì cỡ nào... Hai con Pokemon của mình cũng chết trong lượt này à. Kệ đi. Trời ơi. Đau nha mày. Đau nha. Con đó. Thực ra cho dù bị bỏng, bị giảm 50% thì... No, 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 no. Em ơi. Rồi. À, tôi tưởng là chúng ta đang giành ưu thế nhưng không, chúng ta đang trong thế. Chúng ta đang trong một cái thế rất là bí nha. Trời ơi. Bây giờ rất có thể, bây giờ tôi phải cao, tôi không biết tôi nên phải cao con gì, tôi sẽ phải cao con Chimpao. Đúng không? Giờ là mình sẽ phải cao con Chimpao. Để mà con Kaogre giờ nó có Ice Beam thì chắc mình cũng có Assault mình chịu được. Mình phải fake out con Chimpao, xong đó mình làm tê liệt con Kaogre. Hợp lý à? Hợp lý liền, chứ giờ còn cách nào nữa đâu. Giờ chắc chắn là con Kaogre nó sẽ không dùng chiêu hệ nước rồi đó.
hy vọng là con Cowgirl nó sẽ không dùng chiêu hệ nước. Cứ để trời mưa đi, mình cũng không đáng sợ mấy. Được. Nó protect, được. Mình có. Nó protect thì mình có gì? Mình có encore, được. Giờ mình tập trung xử con chim pao thôi. Lượt sau mình encore con Cowgirl là ngon. Ngon liền. Bởi vì mình đã xử con Caesarina rồi cho nên là mình có thể sử dụng chi ưu tiên đặc tính Prancer được. Tuyệt vời. Mày hả bưởi? Tao không tin là mày hên tới mức vậy. Nên giờ quan trọng là chiêu Crushy Clyde sẽ gây được bao nhiêu sát thương cho con chim pao. Bởi vì rất có thể con chim pao nó sẽ xử được con chim pao bị bỏng mà. Hy vọng là chiêu hệ băng của nó không quá mạnh để xử con Rillaboom. À, chiêu Icicle Crush cũng có thể. Terra Cowgirl thành hệ. Ô, hệ nước không sao. Không sao, nó tưởng nó sẽ. Yeah. Ê, được. Một lần nữa là con chim pao ngủm liền. Icicle Crush. Trời ơi, sống đi em. Ok, còn sống. Rồi, yeah, nhưng mà bị bỏng mà nó cũng gây được hơn một nửa sát thương cũng ghê dữ ha. Nhưng không sao, lượt sau tao Crushy Kai một cái là mày đi ngủm liền. Con Cowgirl này thì cứ ở đó mà protect tới suốt đời đi. Chừng nào mà con Sableye còn sống thì mày còn protect. Để xem. Một lần Crushy Kai nữa. Rồi Thunder Wave. Cái con chim pao nó hệ bóng tối nè. Rồi Sucker Punch. Hên quá chứ Sucker Punch. Rồi chứ Sucker Punch nó không hạ lười. Nếu mà mình bị hạ chứ Sucker Punch đó là mình đi luôn rồi. Hên quá. Bị bỏng hên quá. Nó bị bỏng. Rồi, bây giờ là chỉ còn anh và em cùng tình yêu ở lại. Giờ mày làm cờ nào mày cũng thua thôi. Sao? Giờ biến số nữa không? Không có biến số nào nữa hết. Tao chỉ coi mày biến đi thôi. Không có biến số nào đây nữa hết. Không có bị đóng băng lần nữa nha con. Trời ơi, lúc nãy có 10% mà cũng bị đóng băng nữa. Sao mà xui quá vậy? Đúng là không có biết được cái gì hết. Bây giờ Crushy Clyde vẫn còn mà đúng không ta? Giờ môi trường cỏ vẫn còn mà em đúng không? Ê mà sao hôm bữa sao tôi thấy. Ôi được. Ôi còn có một miếng máu mà không sống. Không chết đi. Đấy, protect thêm lần nữa nha con. Hôm bữa tôi chơi sao tôi thấy cả hai bên đều hết môi trường cỏ rồi nhưng mà bên kia vẫn xài Crushy Clyde được. Bộ Crushy Clyde được cập nhật mới nữa hả? Không hiểu luôn. Hôm bữa hết môi trường cỏ vậy nè. Nhưng mà đối thủ vẫn xài Crushy Clyde được, tôi cũng không hiểu nữa. Mình có nên thử nghiệm thôi, không chơi liều đâu. Ok, đối thủ đã bỏ cuộc rồi. Và chúng ta sẽ qua trận thứ hai. Đối đầu với lại, oh my god, một team đầy Trick Room. Nếu mà theo tôi á. Ê, cái team này cũng nhức đầu nha. Cái team này con Ugapon nó có xài Follow Me không ta? Con Ugapon rất có thể xài Follow Me. Mà nó mang hệ cỏ lửa nữa nên mình không Wither Whip nó được. Không làm nó bị bỏng được. Hoặc cũng có thể đối thủ sử dụng Trick Room với lại Ursaluna. Ôi team này đau thế đâu. Team này mạnh thế nhờ. Team này nhức đầu thế. Ừ.
tôi không nghĩ là con Landorus. Tôi muốn cho Landorus ra để mà xử con Ugopon, nhưng mà rất có thể Landorus sẽ ngẫm trước khi kịp xử nó, bởi vì con Calyrex bên kia hệ băng. Oh my god. Ui, team này nhức đầu thế nhở. Nào, nói gì đi nào. Con Ugopon nó hệ cỏ lửa nên cũng không ru ngủ nó được luôn. Ôi, đau đầu thế nhờ. Nhức đầu đấy. Không đùa đâu, không đùa. Tôi không giỡn. Con gì ra đầu á? Oh my god. Đúng cái mình sợ luôn đấy. Tôi có thể câu được. Hay tụi nó sử dụng Protect. Ý đồ mang con Incineroar đi chung với lại Sable Eye là vậy. Là xem mình sẽ câu được hai tụi nó, một trong hai sử dụng Protect, rồi mình sẽ Encore. Nhưng mà sao tôi thấy nó không có thơm cho lắm. Tôi thấy nó khấm thế nào nhỉ? Sao con Ugopon này nghi nhỉ? Tôi sẽ fake cao. Thế mình cứ làm theo kiểu của mình đi, mình fake cao. Cứ fake cao đại đi, lỡ nó không protect thì sao? Rồi sau đó mình sẽ đấy. Nó đã sử dụng bảo vệ. Ủa, cả hai con luôn. Được. Gravity. Rồi. Knock up. Không được. Bây giờ mình đã Gravity rồi thì mình sẽ Will-O-Wisp. Mình sẽ làm bỏng nó. Rồi mình sẽ tập trung Encore vô con Calyrex. Ôi, chết rồi. Ôi. Rồi xong. Sao đầu óc sao mà không nghĩ ra chuyện đó ta. Nó follow me. Như chứ follow me có tỷ lệ ưu tiên cộng cao hơn mà. Mình cứ quên ấy. Rồi xong luôn. Xong rồi, chết rồi. Không ổn rồi. Ê, có Ugopon. Tính ra có Ugopon follow me tốt ghê luôn á. Ugopon xài follow me tốt ghê. Nếu mà lúc nãy mình mang theo con Landorus thì chắc mình xử được con Ugopon này rồi. Nhưng mà nếu cái với cái tổ hợp này bên đó đưa ra thì con Calyrex rất có thể sẽ xử được con Landorus nếu mình mang theo. Cũng khó xử dữ ha. Giờ cỡ nào nó cũng hút chiêu về với nó, cho nên là chúng ta sẽ cho nó tê liệt. Ít nhất là có một lần nào đó nó sẽ bị tê liệt. Rồi lại tiếp tục follow me bà nội mày. Ôi, chứ follow me mạnh quá. Xong tuyệt. Trời ơi, cứu tôi, cứu tôi trời ơi, cha tôi trời ơi. Các bạn biết tôi thấy gì không? Một tương lai đen tối đang chờ đợi chúng ta. Một tương lai mà tôi thấy cái tiền đồ nó tối đen như tiền đồ của chị giàu vậy đó. Tuyệt vời. Không còn gì để bàn cãi nữa. Chúng ta đã biết người thắng trong trận này là ai. Gọi xe cứu thương cho tôi liền, chứ tôi muốn đánh rồi đó. Oh my god. Bây giờ tôi mà thay ra hình hệ cỏ á, rất có thể con Calyrex bên kia nó sử dụng chiêu hệ đất, high horsepower. Cái combo này là về là thấy hoài luôn á. Rất bên thể bên kia sử dụng chiêu high horsepower để mà xử con Incineroar.
tôi đoán vậy thôi. Tôi hy vọng là bên kia vẫn sử dụng chiêu, sẽ sử dụng chiêu High Horsepower để xử con Incineroar. Ông Paul bên kia bị tê liệt rồi. Ủa? Trời đất. Ê, sao mà nó tự tin quá vậy? Sao mà nó... Con Incineroar hệ lửa mà nó không quan tâm luôn hả? Rồi bây giờ mà mình có làm nó bỏng thì cũng không có ý nghĩa gì đâu nhờ. Đúng không? Giờ mình có làm nó bỏng thì cũng không có ý nghĩa gì hết. Ui chà. Con Calyrex này. Ê bên đó, bên đó không quan tâm con Incineroar luôn á. Tôi tưởng là bên đó sẽ sử dụng chiêu High Horsepower chứ. Quá hợp lý rồi. Nhưng không, bên đó đết quan tâm con Incineroar luôn. Cứ spam đại chiêu hệ băng vậy mà chắc xử hết nguyên team mình luôn quá. Cái gì nữa? Xử hết nguyên team rồi còn gì nữa. Ui, Okapon bị tê liệt. Nhưng mà cũng có ý nghĩa gì nữa đâu. Không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Tôi chỉ hy vọng bên kia. Ui. Nhưng mà dù cho là vậy thì Incineroar nó tăng lên 3 bậc rồi. Tuyệt. Ok, chưa quanh. Máu nó chưa đến màu vàng luôn, tuyệt vời luôn. Thôi các bạn biết rồi đó, chúng ta hãy để phần thắng lại cho bên kia đi. Bên kia cũng xứng đáng mà. Một cái tổ hợp như thế này mà không thắng nữa thì thôi rồi. Cái tổ hợp như thế là quá tuyệt vời rồi. Chúng ta còn mẹ gì nữa đâu. Ok. Ê mà con tổ hợp này cũng hay ha. Con Ogopon. Đúng luôn á, con Ogopon. Hoài luôn á. Trời ơi, thấy là không còn gì nữa rồi đó. Thôi. Nào. Còn đó, xử luôn tôi đi. Xử luôn tôi đi. Tuyệt, lúc lên voi xuống chó thiệt chứ. Mình cứ làm hết sức mình đi. Rồi cho bên kia thắng trận thắng của họ đi nè. Còn follow me nữa ông nội ơi. Ông thấy là tôi đang thua rồi hả? Ờ đúng rồi, bên đó là còn... Ủa còn anh con. Rồi. Tuyệt. Các bạn thấy đó. Một trận chiến Pokemon thì cũng phải có cái thắng thì thua. Nhưng mà bên kia vẫn còn 4 con Pokemon mà bên mình mất hết 4 con thì cũng gọi là một trận thắng cân kèo đi. Tuyệt vời. Một trận thắng rất hay. Cảm ơn bạn. Good game. Rồi, chúng ta qua trận thứ 3 nè. Ok. Tôi mới bị sang chấn con Calyrex xong thì gặp con Viradon. Tuyệt. Chúng ta mới gặp áo quân của Championship năm nay thì gặp thêm quán quân của Championship năm nay là Miradon nữa. Không sao. Chúng ta sẽ mang theo Landorus cùng với lại Rillaboom. Đó, xong rồi con thứ tư. Tôi có bổ sung thêm Walking Way. Một con để tạo thành một đúng một kho là lửa cỏ nước. Đấy. Một con Pokemon mà vừa sử dụng chiêu hệ nước khá là tốt trong trời nắng. Chỉ có thể là con Walking Way thôi. Đó. Xong rồi tôi hy vọng là trận này chúng ta, nếu có thua thì chúng ta sẽ thua kiểu 2-2 đều. Kiểu hai Pokemon bên kia chết thì bên mình cũng thua. Chứ mình không có thua kiểu mình chết hết, bên kia còn sống hết. Thì nó hơi quê. ai biết được. Vô nè. Có gì tới hết luôn đi nè. Ok, họ cho ra Flutterman cùng với lại Incineroar.
con Incineroar hệ bóng tối thì chúng ta không làm được gì nó với Prankster đó. Cái con hệ bóng tối mạnh thiệt. Bây giờ thì tôi sẽ, nếu đã vậy thì tôi sẽ Thunderwave vô con Flutterman, xong tôi bảo vệ con Lanoros. Bởi vì Sableye của mình hệ ma cho nên là cô không sợ bị phái cao. Tuyệt vời. Một Pokemon quá thích hợp để sử dụng Prankster. Đây. Vì nó chỉ có thể nhắm vào Lanoros mà thôi. Đấy. Còn chúng ta sẽ Thunderwave. Đó, vậy là lúc này bây giờ trên sân Lanoros đang là Pokemon nhanh nhất. Không sợ gì nữa. Ta không sợ gì nữa. Đó, lượt đầu tiên đi vậy là hợp lý. Xong chúng ta sẽ Gravity để tăng tỷ lệ đánh trúng của chiêu Sandstorm. Vô. Vô nè. Hy vọng là không có gì, không có gì trở ngại nha. Bên kia không chịu rút về đúng không? Tuyệt. Hãy xem đây. Có biết tao chờ cái ngày này lâu lắm rồi chưa? À, tuyệt, ê, tuyệt hạ được con Incineroar luôn. Hợp lý. Ô, Flutterman bên kia bị tê liệt rồi. Đúng là lên vo xuống chó này chứ. Ô, Miradon thì chúng ta sẽ tôi nghĩ tôi sẽ để dành con Sableye ở đây. Xong chúng ta sẽ đè môi trường cỏ lên để giảm sát thương của con Miradon. Xong thì tôi cũng sẽ gọi là protect cho con Lanoros. Để coi con Miradon bên kia làm gì. Rất có thể con Miradon bên kia sẽ sử dụng chiêu Draco Meteor. Nhưng mà vô con nào thì tôi không biết. Con Lanoros của mình hệ đất cho nên là mình cũng không sợ lắm. Không sợ chiêu hệ cọ hay hệ điện của nó lắm. Nhưng tôi chỉ sợ nó sử dụng chiêu Draco Meteor thôi. Chiêu Draco Meteor nếu mà ở trong môi trường điện, nó sẽ tăng thêm Miradon được tăng thêm 33% nữa. Sát thương đặc biệt nữa. Thì nó hơi đau. Cho nên là tôi sẽ đè môi trường cỏ lên. Rồi sao? Còn sao? Bạn tê ra con gì ạ? Tê ra con gì? Ok. Bạn đó tê ra con Miradon thành hệ điện. Ok. Tưởng nó Terra hình hệ tiên nữa mới sợ. Ô không sao, Terra hình hệ tiên mình vẫn có chiêu Slurpform để xử mà. Vol Switch. Ồ nó nhắm vô con. Lúc nãy nhắm vô Sableye. Không sao, không sao, chúng ta vẫn còn sống. Rồi bây giờ. Ok, ơ sư phụ à. Sư phụ nước. Rồi tôi không biết là con Shifu nước này có chiêu có mang theo Choice Scarf hay không. Nếu nó mang theo Choice Scarf thì hơi đáng sợ. Vì nó sẽ Surging Strike con Lanoros của tôi, cho nên là tôi sẽ phay cao vô con Shifu. Rồi sử dụng chiêu Sandstorm. Đúng không, mình đang có Gravity thì mình cứ tận dụng trọng lực hết sức có thể đi. Yeah, phay cao được Sandstorm. Ôi, oh, critical hit vô con Flutterman, tuyệt. Xử được một con Flutterman. Vậy là giờ đây con Miradon. Mình có thể có khả năng đè được môi trường điện của con Miradon vĩnh viễn rồi. Tại vì tụi nó còn có hai Pokemon thôi. Và mình vẫn còn nguyên. Ui, trời ơi, lên vô xuống chó dữ vậy. Sao đây ta? Tôi sẽ rút con Rillaboom về để chút đổi ra đè môi trường điện của nó. Xong tôi sẽ không thể nào bảo vệ được rồi. Đang có, trời, tính bảo vệ nữa rồi đó. Đang có sư phụ mà bảo vệ. Cứ chơi tới luôn. Mày không cho tao dừng lại thì tao sẽ sử dụng chiêu Sandstorm. Kệ đi, giờ tôi không biết là con Urshifu bên kia cái tốc độ nó cao hơn mình hay không. Sandstorm. Sableye ra sân đi cưng.
Chỉ sợ là bên kia nhắm vô hết con... À có chết. Ui da đau mày. Ê nhưng... Ồ hên quá nó không xài chiêu. Được. Dốc hết tình này tao trả đời mày nè. Ui con Miradon cứng vậy. Không sao, không sao. Ui tuyệt bây giờ. Trago Media. Tuyệt, tôi hên quá. Nó nhắm vô con Sableye chứ không nhắm vô con Lenorus. À, chắc là họ tính khử con Rillaboom để không bị đè môi trường điện lên. Nhưng đâu mà có ngờ được. Ủa khoan nhưng mà... Ủa nhưng mà vậy là con... con Lenorus của mình tốc độ cao hơn con... Miradon hả? Ủa sao lại ta? À, vậy chắc bên kia xây dựng con Miradon theo hướng phòng thủ nhiều hơn. Và thế là chúng ta đã xong trận ngày hôm nay. Một trận đấu bonus để khép lại format của những huyền thoại. Và hẹn gặp lại các bạn trong chắc là chủ nhật này. Tôi hy vọng là sẽ làm kịp trong chủ nhật này về trận đấu của những Pokemon không phải huyền thoại, những Pokemon bình thường. Giờ thì hẹn gặp lại các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bye.